Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Trên tay mình đang là chiếc Apple Vision Pro. Trời ơi, cái sản phẩm có thể gọi là hot nhất trong những ngày vừa qua và nó đã tạo nên một cái gọi là cái cơn sốt trên toàn thế giới luôn nhá. Và trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ nhanh với anh em, chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo qua một chút về chiếc kính này để xem là nó có gì hay và lý do vì sao nó lại đắt đến như vậy. Vậy thì anh em đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Anh em ơi, anh em ơi. Nói chung là để hỗ trợ sử dụng Apple Vision Pro tốt nhất, anh em sẽ cần đến những chiếc iPhone xịn nhất. Và thật tình cờ, hiện tại iPhone 13 giá chỉ hơn 13 triệu thu cũ lên đời tại chuỗi hệ thống cửa hàng của Cellphonet. Và đặc biệt là trong đợt Tết này, chúng ta sẽ có rất nhiều ưu hời. Và đường link thì mình sẽ để cho anh em ở phía bên dưới nhé, để anh em có thể tham khảo thêm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta trong video ngày hôm nay. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với anh em ấy thì nó không giống với lại cái chiếc MetaQuest mà ngày trước mình có sử dụng, là nó sẽ có một cục pin rời. Đây, cục pin của nó sẽ như này. Đây, chia sẻ với anh em luôn. Đây, một cục pin của nó sẽ như này. Và nếu như anh em muốn sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ đút cái cục pin này vào túi và mang theo nó luôn, mang theo gấp mọi nơi luôn. Đây, một cục pin nó như này, có logo Apple ở đây. Và nó sẽ có một cái chấu để chúng ta có thể lắp vào chiếc Apple Vision Pro của chúng ta. Đó, còn cái phần thứ hai là cái kính này. Thì ở đây phía trước là chúng ta sẽ có một cái lớp này. Lớp này là một cái lớp bảo vệ và nó cực kỳ chắc chắn. Cái này thì anh Apple Check, anh ấy có drop test rồi. Mình thì mình không dám nhé, mình không dám. Nhưng mà Apple Check thì đã có drop test rồi và anh ấy bóc nguyên cái lớp này ra. Và bên trong thì nó vẫn dùng được bình thường. Đó, và ở phía này, đây, để mình mở cho anh em xem. Đó, ở bên trong này chúng ta sẽ có hai cái màn hình micro LED. Và đây chính là lý do vì sao mà cái máy này nó lại đắt đến như vậy. Cực kỳ là khủng khiếp một cái hai cái màn hình. Độ phân giải cực kỳ lớn để chúng ta có được một cái trải nghiệm nó tốt nhất. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái miếng này. Cái miếng này để đệm cho cái phần mắt của chúng ta. Và nó hút bằng nam châm nhá. Đây. Chung thì mình thấy rằng là cái miếng này nó hút vào khá là dễ dàng. Khá là dễ dàng. Tuy nhiên không khuyến khích anh em là anh em cầm vào đây. Lý do bởi vì sao? Anh em sẽ nhìn thấy ngay. Rất là dễ rơi. Đừng cầm vào đây, hãy cầm vào đây, được không ạ? Và đặc biệt là cái phần kính này, mình thấy rằng là nó rất là dễ bám mồ hôi cũng như là dấu vân tay. Mình mới cầm cho anh em có lẽ là chưa đầy 5 phút. Thế nhưng mà đây, cái phần kính này anh em thấy không? Nó rất là bám mồ hôi cũng như là dấu vân tay luôn. Còn ở phía đằng sau này, chúng ta sẽ có một cái dây nịt để chúng ta có thể thay đổi sao cho nó vừa vặn với đầu chúng ta nhất có thể. Và đây, để mình đeo thử cho anh em luôn. Đây, khi mà chúng ta đeo vào nhá. Đấy, anh em nghe tiếng này. Đấy, xoay cái này vào. Đó, và như anh em có thể thấy rằng là mình đã không nhìn thấy cái gì cả. Tại vì sao? Tại vì chúng ta phải kết nối thêm một cái dây này nữa. Đó. Ui, đáng lý ra phải kết nối cái dây trước khi đeo vào chứ. Đây, lắp vô. Đấy, xoay, thế là xong. Rất là đơn giản. Có một cái điều mà mình thấy khá ấn tượng ở cái phần thiết kế của chiếc Apple Vision Pro này, đấy chính là nó có rất nhiều camera. Ở đây thì mình đếm sơ sơ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đeo vào nhé. Đây. Ngon luôn. Lên luôn. Đấy. Điều chỉnh này. Pin là pin rời này. Đấy. Lý do nó có nhiều camera như vậy là bởi vì nó cần phải tracking theo cái cử chỉ tay của anh em cũng như là cái cử chỉ bắt của anh em. Đây, để mình quay cái màn hình cho anh em hiểu được rõ hơn nhá. Ok, đây. Khi mà chúng ta kết nối vào bật cái chiếc Apple Vision Pro này lên ấy, thì đây là những gì mà chúng ta sẽ nhìn thấy này. Đấy. Đây là những gì mà chúng ta sẽ nhìn thấy. À, ví dụ như là khi mà mình nhìn vào ứng dụng nào thì ứng dụng đấy nó sẽ sáng lên. Ví dụ như mình vào Photo này, vào Safari này, vào App Store này.
Về cơ bản thì anh em cũng thấy rằng là đầu của mình nó không di chuyển, nhưng mà mắt mình thì có nhé. Đây. Đấy, và nó tracking theo khá là sát. Và bây giờ thì mình sẽ bật thử một cái Safari để cho anh em xem. Uấy. Đó, anh em còn thấy rằng là cảm giác như kiểu là chúng ta đang có ba cái màn hình một lúc vậy. Đây. Uầy. Đây nhá. Giả sử ở đây mình đọc báo đây. Đọc báo mình sẽ để ở đây. Đấy, đọc báo mình để ở đây, được không? Đấy, đọc báo mình để đây. Ở giữa này thì mình xem danh sách các thành viên channel chẳng hạn. Đấy. Nhìn tương lai thực sự. Đấy, còn ở giữa mình xem TikTok. Đấy, ngon luôn. Đấy. Và đây là những gì mà mình nhìn thấy này. Một cái màn hình rất lớn ở trước mặt. À không. Ba cái màn hình rất lớn ở trước mặt. Đây. Đấy, và tất cả những gì mình cần làm chỉ là đưa tay ra như này thôi. Đó. Được luôn. Anh em có nhìn thấy không ạ? Mình tin là anh em cũng nhìn thấy những gì mà mình đang nhìn thấy. Đây. Và ở hai bên này chúng ta sẽ có loa. Và cái loa này nó đủ to để cho anh em có thể nghe được là mình đang xem cái gì. Ví dụ như này đi. Trong lúc đang ăn cùng bạn bè ở một nhà hàng sang trọng. Cá nhân mình thì mình thấy rằng đây là một cái dàn âm thanh gọi là đủ chất lượng để chúng ta có thể trải nghiệm. Cũng như là trong cái quá trình mà chúng ta xem video hay là chúng ta chơi game các thứ thì cái dàn loa này nó là một cái hệ thống âm thanh rất là tuyệt vời rồi. Và mình nghĩ rằng đấy cũng chính là một phần lý do vì sao mà nó khiến cho cái chiếc Apple Vision Pro này nó rắt đến như vậy. Bên ngoài mọi người có nghe thấy anh xem cái gì không? Có nghe thấy đúng không? Loa loáng thoáng đúng không? Có nghe rõ không? Hơi rõ à? Đấy. Tức nghĩa là như mình nói ban nãy thì là cái này, cái loa này nó đủ to để cho cả người bên ngoài cũng có thể nghe thấy được rằng là anh em đang xem cái gì. Thế nên là tốt nhất là đừng có xem vớ vẩn. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ còn có thêm một cái Digital Crown giống như là ở trên chiếc Apple Watch. Và khi mà anh em bấm vào cái phần này này, đây. Đó. Anh em tắt cái, để mình tắt cái đi. Đó. Thì khi mà anh em bấm vào cái này, nút này, đó, thì nó sẽ hiện ra cái menu cho anh em. Và anh em có thể lướt qua lướt lại như thế này. Đó. Và anh em để ý giúp mình ở phía bên tay trái này. Chúng ta sẽ có một cái phần gọi là Environment, môi trường. Anh em bấm vào. Đó, là chúng ta sẽ có những cái môi trường mà Apple họ đã tải sẵn, họ đã có sẵn. Ví dụ như là mình đang muốn đây, mình đang muốn ra một cái cồn cát chẳng hạn. Đấy, thì mình sẽ bấm vào đây. Đó. Anh em thấy không? Đây nhá, mình vẫn nhìn loáng thoáng cameraman của mình này. Nhưng mà một khi mà mình đã như thế này và mình xoay cái núm Digital Crown này full này. Đấy. Thì gần như là mình không thấy cái gì nữa luôn. Không thấy cái gì nữa luôn ấy. Đây, xung quanh mình toàn là sa mạc thôi. Toàn là sa mạc thôi. Và nó là một cái không gian cực kỳ riêng tư để mình có thể làm bất cứ thứ gì mình thích mà không bị ai làm phiền cả. Đấy. Và ví dụ như bạn cameraman chẳng hạn, đây bạn lui ra. Em lui ra. Đấy. Chỉ thấy thông thoáng thôi. Em dịch vào gần hơn đi. Dịch vào gần hơn. Đó. Thì là hình ảnh nó cũng sẽ hiện lên rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ em lui ra. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một không gian rất là riêng tư. Gần như không có bất kỳ một ai có thể xâm phạm với không gian này của chúng ta cả. Và nếu chúng ta muốn tắt cái này đi, đơn giản thôi. Xoay cái này. Đó. Là mọi thứ lại hiện ra như bình thường. Tuyệt vời không ạ? Quá là ok luôn. Tuy nhiên, có một điều mà mình cần phải lưu ý với anh em, đó chính là về cái ánh sáng môi trường xung quanh. Nếu như mà xung quanh anh em cái môi trường nó bị thiếu sáng ấy, thì tại vì nó là camera mà, nó vẫn là camera và màn hình mà, thế nên là chúng ta vẫn có thể là chúng ta vẫn sẽ thấy noise. Đây, ví dụ như đây chẳng hạn, anh em thấy không? Noise rất là rõ ràng luôn. Hoặc là mặt các bạn, ekip của mình này, đó. Cũng không được rõ ràng. Tuy nhiên, cái mà cần ấy, đấy chính là về những cái nội dung của trang web này. Đấy, nó rất là rõ ràng.
Cái thứ hai mình ấn tượng đấy chính là về cái khả năng tracking cử chỉ tay. Ví dụ như khi anh em để ở đây thôi. Đấy, anh em vẫn có thể kéo qua kéo lại đây. Nhìn nó rất là mượt mà. Đấy. Nhìn nó rất là quý sơ tộc đúng không? Rất là mượt luôn. Đấy. Bây giờ nó mượt thế nhỉ? Ban nãy tôi thấy nó vẫn còn hơi lác lác cơ. Đấy. Thì đấy, mình cũng muốn chia sẻ luôn với anh em là không phải lúc nào nó cũng sẽ mượt được như vậy. Đấy. Và nhiều lúc thì nó sẽ hơi lác lác một chút. Đó, cái này thì team mình đi. Nếu như mà anh em nào mà anh em có cơ hội được trải nghiệm kính này thì anh em sẽ thấy. Vậy thì để tổng kết lại về chiếc kính Apple Vision Pro này thì thực sự đây là một cái sản phẩm công nghệ mà mình cực kỳ thích. Mình rất ấn tượng với cả sản phẩm công nghệ này, bởi vì từ khi mà Apple họ giới thiệu cái chiếc kính này ra, mình đã rất mong rằng một ngày sẽ được cầm trên tay và trải nghiệm nó, và ngày hôm nay nó đã trở thành sự thật. Và có thể nói rằng đây nó là một cái sản phẩm mà hội tụ đầy đủ tất cả những cái sản phẩm của Apple. Trong chiếc kính này, chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có một chút của iPhone, chúng ta có một chút của Apple Watch, chúng ta có một chút của iPad, vân vân và vân vân. Chúng ta có một chút của MacBook, có chip M2, đúng không ạ? Digital Crown, camera, rất là nhiều thứ. Và đó chính là điều mà khiến cho mình rất ấn tượng ở sản phẩm này. Ok, còn về bên trong hộp nhá. Bên trong hộp thì đây, một cái hộp rất to. Cái này thì các anh em, anh Duy cũng đã bóc rồi. Đây. Đấy, nó sẽ được ship cho chúng ta một cái hộp to như thế này. Và chúng ta sẽ có một cái miếng này để cover lại cái phần màn hình. Đấy. Và ở phía bên dưới này, chúng ta sẽ có một cái mà mình đặc biệt là mình đã nói trong rất nhiều video trước đây rồi. Đấy chính là một cái miếng rẻ lau Apple. Cái miếng rẻ lau rất là quen thuộc đúng không ạ? Để chúng ta có thể lau cái này này. Đó, lau cái này này, cho cái chất lượng màn hình, chất lượng camera nó trở nên tốt hơn. Cái miếng này mà bán bình thường là cũng phải 5 lít đấy. Đấy. Ở phía bên dưới chúng ta sẽ còn được tặng thêm một cái sợi dây nữa. Đây. Cái sợi dây này là một cái sợi dây mà nói chung là một cái option khác, một cái lựa chọn khác cho anh em, để cho anh em có thể là đeo. Thay vì là đeo như thế này thì cái sợi dây này nó giống như kiểu là cái MetaQuest 3 ấy. Đó. Đấy, về cơ bản nó chỉ như vậy thôi. Và để mà đánh giá được chi tiết về chiếc kính Apple Vision Pro này thì có lẽ là mình sẽ hẹn anh em trong một video khác. Còn video này thì có lẽ là cũng đã dài rồi. Và rất là xin cảm ơn anh em đã xem đến đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.